Quang Di Minh xin kính chào quý chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Di Minh nha. Thì hiện tại giờ quý chú anh chị có nhiều khán giả cũng ở bên trong đây để biếng mộ chú Vũ Linh nè. Khán giả nào cũng xinh xinh gái ha. Con chào chú nha. Hôm nay nắng mà nhờ có mấy cái cây dù này ha. Mở là nắng lắm luôn quý chú anh chị. Lát nắng nó che đỡ cái bàn thờ của cậu. Chiều nay mình thỉnh cái đây xuống đi ha. Đây để mắng đúng này. Rồi, thỉnh xuống này. Rồi. Cũng thỉnh mấy ngày rồi để mua. Với hoa là cũng héo. Héo hết. Kim đâu ạ? À xin kia. Bỏ máy rồi kia. À máy nào anh? Đây của chị gái nè. Mà mới lên là kêu nó kêu hả? Ừ, giọng nói nó kêu là cũng bay về quá thằng luôn. Là chim nó bay về hả? Ừ. Hay vậy? Ủa vũ chim hả? Ừ. Chim hót á. Chú có thằng kia nào chú ấy chim không? Có chứ, đánh chim hoài vậy. Đánh hoài vậy. Đánh chim hả? Ừ. Ở của Đức á, nhà của Đức rồi. Ủa chim nó nghe cái kêu điện thoại mở ra nó chạy về hả? Ừ, bay về. Hay ta? Quá thì chim bay về hết. Bay về ở đâu? Bay về ra. Về có bầu gì ở đá rồi. Đá luôn của bắt. Dạ. Chị thấy rồi. Ủa mấy chú từ đâu đến hả chú? Ở thành phố. Thành phố hả? Đi dùng với mấy chị đó đó hả? Đúng hết. Chú mở đi. Đúng nha. Dạ. Chị đang mở tóc. À. Chị bỏ sang chị được mà. Chị hello chị. Dạ. Chị chào chị nha. Chị mời chị dùm cơm của thứ năm nha. Dạ, dùm cơm đi chị. Dùm cơm đặt xong cơ lịch. Ở đây là coi như anh em hàng gì rồi chú với dì cháu của dạ. Không anh em gì cả dạ. Mình con cũng cũng là đi tham qua đúng không? Dạ không ở đây hồi vừa quay một cậu đây là dù tóc quay lâu rồi anh mặc áo gì không dễ chưa. Chung là cũng là fan của chú. Fan của Vũ Linh chơi. Rồi, chú này đang dụ mấy chim về quý chú vậy. Đam mê chim này ha. Đam mê chim. Đi vô đây nè. Giờ khang tiếng quá quý chú chị. Mình cũng biết phải muốn nói chuyện lắm nhưng mà mình khang tiếng cho nên mình cũng hạn chế nói. Mong bà con của bác cũng hôm nay trời rất là nắng nha cô chú chị ơi. Nắng gắt luôn á. Trưa nay còn nắng dữ nữa. Trời chuyển mùa cho nên là nhiều người có cái đặc khá yếu là cái bị cảm số mũi nha cô chú. Sáng nay thì mình cũng vẫn mua một cái dĩa trái cây ha. Của chị Thí Diễm. Thí Diễm ở bên Đài Loan. Đài Loan. Tôi chúc bó hoa này của người nhà mang lên nè. Con người nhà mang lên đó. Tôi nhận lo mang lên. Còn hoa đây của chị quên tên là bà này. Của khán giả ở quận 10. Hả quận 10. Chị chú quên tên rồi thì nhớ nó là gì đó. Không phải tên đây là khác cái tên nữa ngoài phía một tên rồi nữa. Chị Thảo Diễm Phương Bắc rồi. Hôm đó bùng nổ ha. Rồi khán giả gì quá đông luôn. Rồi nước vô luôn. Nước cúng hả? Còn cái này nắng dữ luôn quá quý cô chú anh chị. Có mấy cầu. Đó, có chị đã về giếng á. Ừ. Cái em quy của chị Hồng Loan đúng ra là theo như mà em nói thật sự nếu mà công chiếu mười mấy ngàn là sáng là cũng phải ít nhất cũng phải có triệu view á. Có triệu á. Ừ, sao mà nó không lên ta? Và anh bắt đầu luôn anh nghĩ là triệu đó. Đúng rồi. Tại vì mình vừa bật lên là nó đã có 2.000 người chơi rồi đó. Ừ. 5.000 anh vừa bật lên là nó 5. Thấy 2.000 đầu tiên 2.000 trước. Vừa bật lên rồi chưa được là một phút nữa là 5.000 mấy. Đầu tiên là nó đang dạo mấy phút là
chi bật lên nó đang nhẹ nhàng đó. Nói chung là cái lúc anh đó anh đi mình đăng nó tăng tắt nữa, nhưng bởi bản quyền anh xóa luôn tiêu nó lên kinh. Anh biết sao mà cái em là sao mà MV của chị em Loan nó bị không lên triệu view trong ngày không? Có thể sau này nó có lên nhưng mà nó lên chậm. Tại vì á bên chị Hồng Loan vô net á cái nó bắt bản quyền anh em mình. Anh em mình đó là những cái mà khi mà anh em mình đang quay mà chị công chiếu á là mình quay ngoài á, mình đến cái tiếng thôi. Mình đúng rồi, mình vừa quảng cáo cho làm kênh của chị nè. Rồi vừa mình giới thiệu MV là YouTube nó sẽ đề xuất nó. Xong khi đó là bên bản quyền á nó bắt á, cho nên là anh em mình cắt xóa nguyên đoạn mười mấy phút luôn. Em cắt mấy đoạn? Em cắt nguyên một đoạn là mười mấy phút luôn đó. Còn mấy phút? Còn là có bốn phút mấy à. Trời ơi. Là em trong vòng hơn một tiếng là em gần 20.000 đó. Hơn một tiếng luôn quý anh chị, là vì mình là hết đâu còn clip của chị Hồng Loan đâu, còn đúng rồi, không còn clip của chị Hồng Loan luôn. Là cắt tại sao 17 phút mấy mà cắt còn 4 phút mấy quý cô chú anh chị. Đó là đoạn mà có nhạc đó. Có nhạc đó. Là nó đề xuất YouTube nó đề xuất đó mà bị bắt bản quyền, cho nên là YouTube nó hạn chế rồi luôn, hạn chế đề xuất cái MV của chị Hồng Loan đó. Em thật sự ảnh hưởng lắm đó. Nếu mà đừng có bắt để cho anh em mình chèn nhạc vô ha. Có thể là chèn nhạc vô đó. Cái MV sao trời làm gió mới giờ lên tới 2 mấy triệu view đó. Rồi cũng kinh khủng. 2 mấy triệu view đó kinh khủng không? Đúng rồi ha. Nhưng mà để anh em chạy nhạc luôn là bảo đảm luôn cái MV của chị Hồng Loan còn lên dữ nữa đó. Em nói thật sự luôn đó. Một YouTube bình thường anh em mình quay một clip 1 triệu view, 1.5 triệu 2 triệu view là kinh khủng rồi đó. Mà cái lượng tương tác dữ dằn luôn, lượt like thì ghê luôn, like càng nhào nó tương tác càng nấy. Nhưng mà tại vì sao mà đến giờ nó bị tớp tương tác? Tại vì biết sao mấy anh em mình xóa clip nhiều quá. Xóa cái clip người dính MV của chị Hồng Loan đó quý cô chú anh chị, của anh Nguyên Vũ đó. Cho nên là YouTube nó bóp tương tác luôn, bóp cả cái ảnh hưởng cái kênh gốc luôn đó, chứ không phải giỡn đâu nha. Nếu mà để mà anh em mình chèn nhạc cho được á là có thể là vừa quảng cáo cái vừa giới thiệu cái kênh của chị Hồng Loan nè. Mấy chục kênh đúng không anh? Đông lắm. Cả trăm kênh luôn á. Chúng không giỡn đâu. Là mỗi một người là biết bao nhiêu khán giả quý anh chị. Nó hay lắm á. Nhưng mà cái boss của chị Hồng Loan vô quá mạnh. Nó đánh một cái là không cho chạy nhạc luôn. Không cho dàn nhạc mấy luôn. Mấy cái MV khác là mình có thể mình chèn nhạc vô, đúng MV rồi. MV của mình là mạnh quá. Rồi xong khi đó là người ta nghe không rõ, người ta mới tìm lại cái MV gốc. Ta xem. Anh tắt hết tiếng luôn á, anh chèn nhạc khác vô nó bị anh bỏ luôn. Đó. Mà không cho luôn. Kể cả hình ảnh luôn mà. Hình ảnh là bị luôn đúng không? Quý chú vậy, cho nên là rất ảnh hưởng luôn đấy nha. Anh tắt hết tiếng anh chèn nhạc có chú Lưu luôn á. Đúng vậy. Tại vì anh lên review anh ham mà anh lên kinh khủng luôn đó. Anh lên tắt luôn rồi, anh xóa luôn rồi. Thôi ủa, một tí nữa. Em cúng gì nữa hả? Cúng tiếp hả? Quá trời. Okay. Em cầm ba tay luôn đi để anh phụ thôi. Kiểm nè. Cầm ba tay luôn đi. Sao cầm? Mới anh cầm đi anh. Thôi, em phụ cho. Hy sinh đầu người đi. Rồi đó. Để hai anh nói gì chổng mà quá trời chổng à. Thứ hai bàn là cái vụ MV. Vụ MV mà nó không có tương tác á. Bây giờ mình đầu bốn như chút này. Là MV của ai không có tương tác? MV của chị là đúng ra là 30 mấy ngàn like là nó thật sự là lên là triệu view đó. Ba mấy ngàn like, đúng ba mấy ngàn triệu view rồi. Mà sao nó không ấy nè, do là bị ảnh hưởng. Thì giờ chỉ giờ báo có được có 400 mấy à, chỉ có 500 ngàn. Bị ảnh quyền anh em mình xóa đó. Xóa là nên là YouTube nó bóp tương tác đó. Là ảnh hưởng đến video gốc luôn đó. Thật sự luôn á. Trời ấy là sao là ý mình là sao phải để cho anh em YouTube quay đừng có vô net đúng không? Vậy. Đấy, bây giờ net nó đã nắm hết rồi thì không thể nào mà ấy được. Net bóp rất là mạnh nha. Net bóp là đánh cả bà hình ảnh luôn. Tại vì hôm trước em lấy chỉ có một đoạn nhỏ của chị Hồng Loan trong cái MV bé bảy mớm á mà dính hết luôn là em phải xóa. Mặc dù là em qua lấy điện thoại này, em quay điện thoại kia đó nha. Cái này mình chia là mấy tô? Là biết cái net nó hơi bị mạnh rồi. 5 tô hả? 4 tô chứ, 4 tô à. Xong chưa, trả cái khay lại nha. Cái khay 50 ngàn khay đó. Để đi lát có người dọn lại. Đó, để đi. Đó, cứ trả, để khay đi muốn lại. Đó.
lịch sự ha. Đúng, ăn xong để khay lại. Bóp mạnh lắm. Bóp từ rác mà bây giờ không có lên nổi. Cái món ở đây, curry nó, hả? Nó lên đột biến, nó chưa đâu nữa. Tại vì cái đó là nó lên hơi bị mạnh đó. Lên từ từ, tại vì nhạc là từ từ. Ừ. Nếu mà lên nhanh quá là cũng... Mấy tiếng là nó cập nhật rồi. Không đâu, bây giờ video gốc đâu, không bao giờ nữa. Ủa, bịch này bịch không rồi. Anh ở mấy video của mình thôi. Mấy bên này mà không lo mình thì chứ đừng lo của người ta. Thật sự. Anh nghĩ sao, cái video mà quảng cáo nó lợi hại lắm á. Anh em mình, ví dụ như anh nói đơn giản ví dụ nha. Anh đang... thì Hồng Loan đang công chiếu đó, mình cũng quảng cáo đây là MV của chị Hồng Loan này kia rồi đúng không? Mà trong khi đó là mình bị đó là anh tại anh không biết lực, cái lực của ta tại vì anh Nguyên Vũ đó, anh kiểm chị Hồng Loan là đã đăng cái video đó, chỉ đợi ngày phát sóng thôi. Thì dĩ nhiên bản quyền người ta nắm hết rồi, ta đăng trước từ để đó mà. Chẳng qua là người ta chưa nói thôi. Anh biết bản quyền rồi, ý anh nói gì nè. Cái bún đó là có anh kiểm nữa nha. Thì lát mình đổ kiểm vô. Tức là ý là mình lấy cái chén mình bỏ kiểm, bỏ cái bún ra nhỏ thôi. Ý em nói thì để anh nghe. Nói đi. Chỗ là mỗi một kênh của mình mình quảng cáo thêm được. Hồi nãy giờ Minh nó cũng thắc mắc cái vụ mà là mấy chục vụ mà người ta biết tới, hiểu không? Ý Minh là nó muốn mình xóa cái đó rồi, đơn giả đâu có biết tới. Đúng rồi. Mình xóa hết cái đó, đơn giả đâu biết tới, đâu có cáo được. Đúng là vậy. Ý Minh còn nó có quyền thì đã biết rồi. Bây giờ chỉ vô bóp chỉ có không, cái đó là anh ấy muốn bóp ra để lên cái bịch kiểm cho em là được. Chứ đâu bây giờ đâu. Đây là bịch này, bịch này là cái này nè. Bây giờ nó liên quan mình nói là mình mà bắt bán quyền mình là cũng bắt lợi cho chị chứ phải là quảng cáo thêm á, hiểu không? Rồi hiểu. Nó tự động mà. Nè nghe nè. Cái bịch canh giờ bỏ vô trong bún luôn rồi. Cái bót nó bắt đó tự động chứ không phải bắt gì. Canh làm gì mà bỏ. Thôi vậy bây giờ. Thôi lỡ rồi. Theo vô Phương. Vậy anh cái Phương. Thôi tới em vay cái xong mất tiêu rồi. Thôi khiến lên đi. Đó. Còn nhỏ Phương chưa? Cầm đi để em làm cho cái mình lấy cái tô mình chế ra đi ra. Để đúng được. Cái bịch canh của người ta để cơm. Của ăn cơm. Đổ vô luôn anh. Ai biết. Móc đổ vô rồi mới biết. Ảnh chứ sao cho đâu phải anh đâu. Đây có anh. Thấy không? Em nói là bây giờ lộn rồi kìa. Lộn rồi giờ mình lấy tô mình đổ vô hay gì? Quan trọng là có cái tô không? Biết đâu. Còn lấy cái tô riêng của chú nữa. Anh không sáng ra em quên cho con chay mọi người, tụi em cũng mặn mất tiêu rồi. Mày biết cũng chay rồi. Thì cũng chay mấy tháng hôm nay mùng 1 em cũng mặn. Anh quên cho mọi người. Bữa nay là anh phải cúng lại một lần nữa để anh. Em mất rồi đây thấy. Bữa nay một tay một mùng 1 em quên cho mọi người. Bán con chay dữ lắm. Anh chạy kia anh chứng xác anh thấy con mặn kia, bà kia bà nói cúng cô đi cậu anh trước luôn. Sớm luôn. Mua luôn. Nói chung là bữa nay mùng 1 ăn mặn luôn chứ. Thì, một ta bán chào cha vậy. Ông kia ra quay ngay mặt ta không à. Đó, nổi. Nè, anh Diệm hãng đưa vô phát mặt ta nhìn nè. Con mọi người ơi, con mặn bên đây nè. Bây giờ chỉ có một cái tô thôi cho nên hai chú dùng cơm đi chú. Ủa kiểm tới ba tô mà. Thôi mình trút ở đây ra đây nè, nó sang. Sang. Anh. Đây nè. Này đây. Ừ, đây nè. Cái này ăn chung với bún mà. Ok, cái trút vô đi. Mấy người mà bán này không có cái kinh nghiệm, thật sự luôn. Ví dụ như ba bịch kiểm ta phải cho ba cái ấy. Đúng không? Ba cái tô. Rồi bán là phải theo luôn. Không đây đừng trút đi nó phải có tô trút đây ra. Có đâu? Không có tô thì nó sẽ bị dơ. Thì bún thì bún là mình phải có thêm cái dĩa bún. Nó phải đủ hết. Vô thiếu tô, nếu thiếu tô mình phải trút đi ra rồi. Bún là mình phải cho đi mới đầu đựng bún. Cái này nó sao nó nhiều món quá. Thôi rồi đó. Hả? Tức là ngay cái tô này bây giờ làm. Ở đây anh cầm cho bây giờ đổi đi, bây giờ hiện tiền. Có tay phụ nữ có làm ăn gì được. Thôi giờ ấy là trút ra hai cái tô riêng đi, rồi tính tiếp. Lấy giờ lấy hai cái. Tại vì bữa nay là vừa kiểm nè, vừa bún ăn nè, vừa cơm đó. Nữa. Chị qua vô thì xét con trên cơm cũng đỡ hết rồi đó. Cảm cái tô bún ăn là sao nhìn nhiều dữ vậy ta? Bởi vì hôm sáng em thấy sao lạ sao nay anh em cúng cơm. em lập trường là em cúng cơm chay đó. Nói rồi, ủa sao nay đặt cơm hàng trời? Cái giấy mà nhớ đúng không?
Dạ lúc bác Thọ anh mới nhớ. Anh cùng trước khi cúng anh tiếng mua anh cùng nhắn lên kênh tên giúp mọi người bên em cũng mặn mà xong ai nhắc ta. Đúng không? Nhắc anh hồi lại rồi đó. Nhắn gì anh đem vô đây. Đem vô đây nữa em còn hỏi anh mà nói anh, gì vậy? Anh ở Vân Côn là anh nhắn rất là thằng Quỷ Phương nó cùng cảm ơn nữa kìa. Dạ. Thắp tim. Chết. Mà nó kêu cay là anh ngưng này rồi anh người ta đang cậu anh nhắn nên em là em bàn anh rồi nhắn rất là trai rồi không, không em ít có coi lắm anh nói là bên em cũng mặn lâu lâu đưa cũng mặn mà gần chết mười hai ngày trúng ngày rằm mùng một chứ quên còn hai tháng tới tết nha bà con nhanh quá ha thôi lỡ rồi không sao không sao hết mình quên lâu lâu cho quên cái chứ ăn xong để khay lại khay em mỗi năm đi một khay hết ăn chiều 8 chứ 8 đâu được đó ăn xong đập bỏ lên đó bỏ lên cho đi mình đền mình làm mình phải né chứ bây giờ trưa ra chiều nó chiều nay tấm lăng mà anh mới nói trưa rồi nó chiều nay tấm lăng vậy là em cãi không kịp với anh luôn á rồi mình luôn mà đi vòng vòng nha, đi vòng vòng phiên chạy. Đi vòng vòng kia. Đi vòng vòng. Đi vòng chơi vậy. Đứng đi chơi chị đừng kia đi vòng vòng. Chắc tay chưa vòng vòng kìa. Hello chị. Anh em mình không có cho cô phe cô Sáu mà mấy anh kia. Anh kia nói cô Sáu tới nữa là chết. Anh nãy giờ nói tội nghiệp cho người ta nữa chết. Người ta lại giết cậu đó kêu phe con Sáu. Người vậy. Không có phần tay phụ nữ là không có xong luôn nó thật luôn á. Bây giờ cho nên là thiếu phụ nữ là nó cũng rất rối lắm. Rất rối. Tại vì cái mấy cái món này mình có biết đâu. Chỉ có phụ nữ người ta biết. Đằng sau có người đàn ông ăn nhậu rồi và phía sau có người phụ nữ còn vợ. Ừ. Không nói vậy. Bởi vì không nói hoài bởi vì không có vợ đúng rồi đó. Cầm em cái này cái. Nãy giờ em chưa đăng video luôn quên mất tiêu ta. Anh vô một hai anh uống một hai uống. Giờ cái mình kia gồ. Lên đây. Đưa ra điện kia sao để anh tin nó khiên cho nổi. Rồi em khiên đây. Khoan để em đăng cái video cái. Có hai người. Rồi đăng tí ra. Đăng nhanh lắm đăng tóc hành à. Cảm ơn em kiên. Mà giờ cũng chơi. Trời em đăng xong rồi đó. Thấy em đăng rẻ không? Rồi. Trời. Từ thôi ấy chị từ từ ra kia mình ha cắt. Nè, đây nè, cầm đi tôi khiên cho ông. Trời ơi. Xin mời. Mời có khiên đây giảng mà. Mình nghiên cứu để đổ này nha. Nước mắm nha, còn thiếu mấy con mắm nè. Thấy đủ nước mắm rồi luôn nè. Mắm chi? Thiếu cái chén để ớt. Lấy cái tô nó cái tô cho cái vùng cái phòng bên đó. Thôi nó đầy. Chưa qua tới chị gái. Lấy cái ly về chú cho hả chị? Lấy rồi tôi. Cái tô trong cái bọc này nè. Tô nó đổ này mình. Em nhìn cái tô cái này. Lấy cái tô đó làm chủ. Ờ. Lấy cái ly về chú. Đúng rồi lấy cái tô làm chủ. Tô bên đó nó đằng nó sẽ tới hấp. Rồi. Nó tính nhẫn. Nhớ về đường gấu cho người ngấy nha. Nói rồi. Không tin. Ngấy hẳn tin luôn. Bỏ hai bình luôn đi cho nó đẹp. Có nhiêu bình bỏ nó hết đi. Ra hai bình nhỏ cho đẹp bên kia nữa đi cho đẹp. Đè lên nhang đè cho mình cái cho cậu. Rồi bây giờ đá vô nữa là đẹp là đúng. Nói gì? Có gì cứ nói đi. Có gì cứ nói đi. Tình tình cần yêu cái gì? Tình cho đẹp nè. Tình cho đẹp lắm. Thôi vậy cầm luôn đi làm cho nhanh đừng cho tí nó cúng. Ủa có hai ba chai nước hai mọi người. Sao ơ làm cho nhanh vậy. Mình cúng không sao không có hối. Sao phọt ghê. Sao mệt ghê đó chứ. Ủa sao dư không hút ta. Ít thôi ít thôi. Người ta lấy đại nó. Dư đúng không chị. Dư thôi. Ta uống gì chứ ít ai uống. Ít chai nào. Ít thôi nê quê. Gót chai nào ra chai đó, đừng có gót tùm lum. Mình không có ưu tiên cho heo món vàng được. Không cần rồi. Nó hai ly rồi. Chơi gì nhiều luôn, người ta dám uống chứ. Chú nói chú bị phổi, Hút thuốc bị phổi giờ tôi quay tính cho tao bị tiểu đường nữa hả? Mới nhớ từ đó với cộng đồng uống thuốc nữa nè. Nói giờ mới nhớ nữa hả? Được không? Không được đúng không? Không được đâu em. Cơm dặn nhẹ nhàng lắm. Phổi. Nhận ngược mà. Ơi, ơi. Trời ơi trắng luôn á. Sao bảo vậy?
Không giận cái chai mà nó đỏ mặt. Cứng các bạn, nó cứng. Tính ra là cái tay của anh yếu. Không phải đâu, vậy nó cứng. Không, tại chắc ngang nó trơn. Không phải đâu, tại anh không đủ lực á. Cứng chẳng có ai, không biết bình không, người ta. Dù cái nó cứng mà. Dịp hàng đi vậy đó. Ok, ổn rồi đó. Ok chưa? Ổn rồi đó, ok. Rồi xong xuôi đó. Xong xuôi đó. Rồi. Sáng giờ là hai mâm cúng luôn đó quý cô chú anh chị. Hả? Mâm này là gì? Đúng ra là ba mâm rồi đó, sáng mâm mini nữa. hôm nào hai ba mâm. Rồi mình sáng thì cúng trái cây. Đó. Rồi cái lọ mini này mình cắt bông cũng đẹp quá. Coi như là xong quý cô chú anh chị ơi. Ngày tháng qua mau. Rồi em xin phép dừng clip em nha cô chú chị ơi. Chưa em phép gì nữa. Thôi vì mình cũng xin phép dừng giờ clip đây luôn quý cô chú anh chị ơi. Mong bà con cô bác xem video nhớ nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Dì Minh. Đó, Dì Minh xin cảm ơn bà con cô bác suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh Dì Minh nha. Xin chào bà con nha.